Chúng ta sẽ có 15 câu hỏi. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và mốc 15. Bạn sẽ có 3 sự trợ giúp là 50-50. Gọi điện thoại cho người thân hoặc là hỏi ý kiến khán giả. Bạn đã sẵn sàng chưa? Thưa quý vị, khi người chơi đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên. À, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. À, 20 mà B, hoàn toàn đúng. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. D, hoàn toàn đúng. Xin mời câu hỏi số 4. Sai. Hoàn toàn chính xác. Chúng ta cùng đến với câu hỏi số 5. Người chơi của chúng ta đã vượt qua mốc câu hỏi số 5. Phần thưởng hiện nay đang là 2 triệu đồng. Và đến với câu số 6 thì phần thưởng sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Và từ câu hỏi này thì bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Xin mời câu hỏi số 6. Cho người thân. Rồi, chúng ta đang có tín hiệu. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án B. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 7. C, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 8. Bạn đã lựa chọn phương án A. Đây là một đáp án chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 9. Ý kiến khán giả, xin mời. À, là đáp án cuối cùng của bạn. Và đây là một đáp án. À, xin chúc mừng bạn, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 10.
hỏi ý kiến nhà thông Thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông Thái ạ. Tôi xin gợi ý cho người chơi là đáp án A. Tôi xin trợ giúp câu hỏi này là đáp án C. Tôi xin được trợ giúp cho bạn. Đấy là đáp án C. Lựa chọn phương án C. Và đây là một đáp án C, hoàn toàn chính xác. Đã vượt qua mốc câu hỏi số 10. Phần thưởng hiện tại đang là 22 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 11 thì phần thưởng sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn đã sẵn sàng đến với câu số 11 chưa? Xin mời câu số 11. Đã lựa chọn phương án A. Và đây là một đáp án. Phương án C. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không